tung ảnh bikini bỏng mắt ca sĩ phương linh vẫn than thở vì tăng số đo dù phương linh than thở phải giảm cân thần tốc đa số cư dân mạng đều cho rằng thân hình của nữ ca sĩ vẫn cân đối luộc nà mới đây phương linh chia sẻ bức ảnh gợi cảm với bikini trên trang cá nhân trong ảnh nữ ca sĩ tám ít mặc đồ bơi hai mảnh tạo dáng quỳ gối trên thảm cỏ khoe thân hình luộc nà săn chắc và làn da trắng nõm tuy nhiên trái ngược với ảnh Phương Linh viết trạng thái kêu ca về việc tăng cân sau thời gian cách ly tránh COVID-19. Số đo hiện tại của nàng Linh đã đạt tới những con số không tưởng trong suốt 20 năm qua, 87 67 97, giảm cân thần tốc, cân lắm một trận thức tình, thật sự cô than thở. Bài đăng thu hút đông đảo sự quan tâm từ dân mạng. Đa số đều không đồng tình với người đẹp sao mai điểm hẹn, vì thân hình của cô vẫn rất cân đối, quyến rũ. Ngay cả những ngôi sao như chị bóng hồng Nhung Quốc Thiên và Đồng Lan đều dành lời khen có cánh cho Phương Linh. Phương Linh sinh năm 1984 tại Thanh Hóa. Cô là nữ ca sĩ trưởng thành từ các cuộc thi Sao Mai 2005 và Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Tuy vậy, cô cũng có biệt danh là ca sĩ lười nhất Việt Nam vì ít cho ra các sản phẩm âm nhạc mới. Ở tuổi 40, Phương Linh được nhận xét đẹp không tuổi với gương mặt gần như không thay đổi suốt nhiều năm qua và thân hình gợi cảm không thua kém gái đôi mươi. Phương Linh rất thích luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là yoga. Chưa kết hôn, giọng ca qua đêm nay có mối tình đẹp kéo dài 10 năm. Tuy nhiên, cô chưa từng tiết lộ mặt hay bất cứ thông tin gì về bạn trai.